Đây là một món bánh tráng nướng mình làm chay nha các bạn. Bếp chay kỳ duyên của mình làm món bánh tráng nướng bếp chay. Đồ chay chứ không phải là đồ mặn. Người ta nướng bằng than, còn ở đây là mình nướng bằng cái chảo chống dính. Nhìn thấy cũng rất là ngon và hấp dẫn. Làm cái nhân ở trong là chà bông chay, hiêm, nấm, cà rốt, tươi ớt. Đó là những cái nguyên liệu để mình làm bánh tráng nướng. Rồi, mình đã hoàn thành. Đây là bánh tráng nướng của mình nha mọi người. Bánh tráng nướng dài. Rồi, mời mọi người cùng thưởng thức nha. Cũng rất là dễ làm, đơn giản. Cũng là một món ăn vặt dành cho người ăn chay. Mời mọi người thưởng thức. Rất là đơn giản và dễ làm, nhanh gọn lẹ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi, cứu độ chúng sanh khắp bốn ân ba cõi A Di Đà Phật.